Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu đã thể hiện tốt vai trò phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình thành phố Bốn An, vận động nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo giai đoạn 2016-2020 trên 25 tỷ đồng. Qua đó đã đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, hoạt động giám sát phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết trao huân chương lao động hạng nhất cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng, đồng thời ghi nhận biểu dương những thành tích mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, làm cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, xây dựng quận Hải Châu ngày càng văn minh hiện đại. Dịp này có 37 tập thể và 23 cá nhân được tuyên dương khen thưởng là những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thực hiện các phong trào thi đua.